hãy luyện tập về phương trình vi phân tách biến. Mình có phương trình vi phân đạo hàm của y theo x bằng với 2y bình. Cho rằng đồ thị của phương pháp này cắt điểm 1,1. Nên câu hỏi mình cho các bạn là y là số mấy khi chúng ta có x bằng với 3 trong phương pháp này? Nên phương pháp của phương trình vi phân cắt điểm 1,1, y là gì khi x bằng 3? Mình khuyến khích các bạn dừng video và tự giải nhé. Mình cho rằng các bạn đã giải xong. Và điểm mấu chốt với phương trình vi phân tách biến mình gọi là phương trình vi phân tách biến là bạn tách mọi x ra khỏi mọi y, hoặc mọi x và dx ra khỏi mọi y và dy. Mình áp dụng phương pháp này như sau. Mình sẽ viết nó lại thành dy dx bằng với 2y bình. Xem nào, mình có thể nhân hai vế với dx và chúng mình sẽ có cái này loại trừ cái này. Nếu mình coi nó như một giá trị hoặc một biến số, mình sẽ có dy bằng với 2y bình dx. Mình chưa xong đâu, mình sẽ có 2y bình bên trái này. Nếu như mình chia hai vế với 2y bình, 2y bình bên tay trái và phải, mình có thể viết nó thành 1/2y mũ trừ 2 và sẽ bằng với dy dy bằng với dx. Và giờ mình có thể lấy tích phân của cả hai vế. Mình sẽ thêm một chút chỗ trống ở đây. Bây giờ bên trái sẽ bằng gì? Chúng mình sẽ loại trừ số mũ và chia giá trị đó, nên y mũ âm 2. Nếu số ra của bạn là y mũ âm 1, chia nó với âm 1 sẽ ra âm 1/2 y mũ âm 1. Và như cộng c như video trước, nhưng mình sẽ cộng c cho cả hai vế và bạn có thể trừ, bạn sẽ có hằng số ngẫu nhiên ở cả hai vế và bạn có thể trừ chúng với nhau. Mình sẽ viết hằng số ở một bên. Bạn có cái đó bằng với, nếu mình lấy tích phân dx, nó sẽ ra x, nên đây sẽ là x. Và dĩ nhiên, mình có cộng c ở kia. Và nếu muốn, mình có thể giải tìm y. Nếu mình phân hai vế với âm 2, mình sẽ có phía bên trái sẽ là y mũ âm 1, hoặc 1/y bằng, nếu mình nhân phía bên phải này với âm 2, mình sẽ có âm 2 nhân x cộng, nó sẽ là một hằng số ngẫu nhiên. Nó sẽ là âm 2 nhân với hằng số ngẫu nhiên này, nhưng mình có thể xem nó là một hằng số ngẫu nhiên. Và nếu mình đảo cả hai vế, mình sẽ có y bằng 1 trên âm 2x cộng c. Và mình có thể dùng thông tin đề bài cho ở đây. Phương pháp của mình cần qua điểm này để tìm ra c. Nên khi x bằng 1, y sẽ bằng âm 1. Nên chúng ta sẽ có âm 1 bằng với 1 trên âm 2 cộng c, hoặc mình có thể nói c trừ 2. Mình nhân hai vế với c trừ 2. Nên nếu bạn nhân hai vế với c trừ 2, âm 1 nhân c trừ 2 sẽ bằng âm c cộng 2. Mình nhân c trừ 2 nhân cả hai vế. Xem nào, mình có thể trừ 2 của hai vế, nên âm c sẽ bằng với âm 1. Và nếu mình nhân cả hai vế với âm 1, mình sẽ có c bằng 1.
Nên đáp án sẽ là y bằng 1 trên âm 2x cộng 1. Chúng mình sắp xong rồi. Do đề bài không hỏi một đáp án cụ thể nào mà nó hỏi là y bằng gì khi x bằng 3, nên y sẽ bằng 1 trên 3 nhân âm 2 bằng âm 6 cộng 1 và sẽ bằng âm 1 phần 5. Và đây là đáp án của chúng mình.